Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào các bác nhé. Đấy, thì hôm nay em lên vườn để quay trực tiếp cho các bác cái cây giống ban trắng của bên em nhé. Ban trắng thì là một cái dòng cây công trình rồi. Cái dòng này thì đang được trồng rất là nhiều, được rất là nhiều các công trình tìm kiếm để trồng, phục vụ các công trình đường này, công trình phố này, các khuôn viên công viên này. Đấy. Ban trắng thì là một cây cảnh quan rất là đẹp. Đấy. Em quay thực tế cho các bác nhé. Đấy, lá này, từ lá này, thân này. Cây của bên em thì trung bình từ 50 đến 60 nhé, 50-60 còn cao hơn. Đấy, hiện tại thì bên em đang làm rất là nhiều hàng vạn để phục vụ cho các bác. Bác nào cần cây giống thì có thể liên hệ cho bên em. Đấy, hình ảnh thực tế của bên em luôn nhé. Đấy. Đấy. Em quay trực tiếp cho bác để các bác yên tâm về chất lượng cây giống. Các bác mua thì các bác nên mua những cái đơn vị uy tín nhé, đơn vị uy tín để đảm bảo từ chất lượng cây giống nhé. Cái giá thành thì nó sẽ phụ thuộc vào số lượng của các bác. Ví dụ các bác lấy số lượng nhiều thì các bác sẽ được cái giá rất là đẹp. Đấy. Có nhiều bác cứ báo bên em là bên này bán đắt, bên này bán rẻ. Thì thực chất ấy, việc bán đắt bán rẻ thì nó còn phụ thuộc vào độ uy tín đó. Có những đơn vị họ lấy các bác giá rất là rẻ, nhưng mà các bác nhận lại những cái cây giống ấy có thể là không đúng cái dòng cây các bác mong muốn. Đấy. Chất lượng cây thì nó sẽ rất là thấp. Đấy. Chứ không phải là đấy đâu. Các bác mua bên em thì các bác yên tâm về chất lượng. Đấy. Bên em gửi đi cho các bác thì hầu như là các bác không phải cọc. Ví dụ như các bác lấy số lượng nhiều thì hầu như là bên em chỉ yêu cầu các bác gửi cọc tiền xe. Đấy, để trong quá trình di chuyển chả may nó có rủi ro gì thì cả hai bên đều có trách nhiệm. Đấy. Vậy các bác đặt hàng thì các bác cũng có trách nhiệm nhận hàng hơn. Đấy, em quay chi tiết cho các bác để các bác dễ phân biệt được. Đấy, hiện tại thì bên em không chỉ phục vụ cho bác những cây gỗ lâm nghiệp, mà bên em còn đang phát triển rất là nhiều các dòng cây khác, như cây công trình này, những cái dòng cây công trình này, cây dược liệu này, những cái cây bonsai cảnh, là một số dòng thôi, chỉ một số dòng mà được nhiều người yêu thích thôi. Đấy. Bên em thì làm ngày càng đa dạng các dòng cây để cho các bác có nhiều sự lựa chọn hơn. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu muốn trồng cây ban trắng thì có thể liên hệ cho bên em để được tư vấn và báo giá một cách hợp lý nhất. Còn video này em xin tạm dừng tại đây. Các bác nào thấy hay, ý nghĩa thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh để theo dõi bên em, để nhận được nhiều những cây giống, hiểu thêm được nhiều những cái cây giống gỗ quý, những cái dòng công trình đẹp